có chip khác nhau như thế nào? Vai trò của con chip trong túi ngực là gì và làm giá tiền chênh lệch? Nó có thật sự cần thiết? Và ngày hôm nay, Xuân Trang sẽ cùng chia sẻ với các chị em nhé. Trước hết, chúng ta cần làm rõ loại túi có chip mà Trang chia sẻ trong video này là loại túi hiện đại nhất của thương hiệu Motiva với nhiều tính năng vượt trội, trong đó có tích hợp việc lắp đặt con chip trong túi. Hai loại túi này cơ bản giống nhau, chỉ khác duy nhất một điểm là như cái tên của nó, một loại có chip và một loại không có chip. Vậy, chip trong túi ngực là chip gì? Hãy cùng Xuân Trang tìm hiểu nha! Đây là một thiết bị có kích thước nhỏ xíu, có thể được quét từ trong cơ thể bằng máy để cung cấp những dữ liệu về túi, về kích thước, về ngày nâng ngực, nơi thực hiện, thông tin về bác sĩ, thông tin về chủ nhân, số liệu được ghi lại khi chọn loại túi. Điều này giúp cho các chị em hoàn toàn yên tâm về chất lượng dịch vụ nếu có sự cố xảy ra. Và bây giờ Xuân Trang sẽ cùng cho các chị em xem con chip trong túi ngực là gì nha. Đối với túi nano không chip, khách hàng phải giữ kỹ thẻ bảo hành, bởi vì khi mất thẻ hoặc là quên các thông số liên quan đến túi thì chúng ta sẽ không thể kiểm tra bên ngoài được. Còn đối với túi nano có chip thì dù mất thẻ thì chỉ cần sử dụng thiết bị quét bên ngoài ngực là có ngay các thông số liên quan. Ngoài ra, dòng túi ngực có chip còn có độ nhắm tốt hơn, cho cảm giác chân thật hơn so với các dòng túi khác nữa. Bên cạnh đó, chip này không có khả năng định vị nên các chị em không cần lo lắng về những ảnh hưởng đến đời sống riêng tư của mình đâu nha. Song song đó, loại túi ngực Motiva Nano có chip ergonomic còn là dòng túi hiện đại nhất, xứng đáng là lựa chọn hàng đầu hiện nay cho chị em chúng mình. Tiền nào của nấy đúng không các chị em? Tìm hiểu kỹ là một việc rất là quan trọng và Mignon sẵn sàng giúp cho các chị em hiểu rõ các dịch vụ mà các chị em đang quan tâm. Và đó là đáp án cho câu hỏi mà Xuân Trang đã nêu ở đầu video. Và Xuân Trang cũng xin được chia sẻ với các bạn là hiện tại Viện Thẩm mỹ Quốc tế Mignon đang có rất là nhiều chương trình ưu đãi dành cho các chị em. Thường xuyên có các chương trình giảm giá vô cùng đặc biệt. Và đặc biệt hơn nữa đó chính là chương trình hỗ trợ làm đẹp trả góp 0%. Hồ sơ duyệt chỉ trong vòng 10 phút, không cần trả trước. Và nếu mà các bạn có nhu cầu làm đẹp hoặc tư vấn thì hãy inbox cho fanpage của Mignon hoặc gửi về số điện thoại 0933088742. Tạm biệt các chị em, hẹn gặp lại các chị em trong hành trình nâng ngực. Zombie Apocalypse.